Xin chào các anh chị và các bạn, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Vì thời gian vừa rồi mình bận quá nên không có thời gian để làm video clip. Nay mình tranh thủ thời gian để làm tiếp tục cho các anh chị và các bạn học. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 1 trên 6 của bài 22. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Từ thứ nhất chúng ta có từ trao pian. Trao pian, âm hán Việt là chiếu, phiến, với cái nghĩa là ảnh, tức là cái ảnh chụp. Thì âm hán Việt là chữ chiếu thì mình vẫn còn thấy, ví dụ như là đèn chiếu xuống hay là mặt trời chiếu xuống thì vẫn còn. Phiến là chữ phiến thì thấy không còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Một phiến lá ví dụ thế. Nha phiến cũng dùng từ phiến này. Chúng ta xem đoạn đàm thoại bên dưới. Trang Tung, trơ sư sủy tờ trao phiến. Trang Tung, trơ sư sủy tờ trao phiến. Trương Đông à, đây là ảnh của ai vậy? Trơ sư sủy tờ trao phiến. Sư wo quán gia tờ trao phiến. Sư wo quán gia tờ trao phiến. Là cái tấm ảnh của cả gia đình chúng tôi. Wo quán gia là cả nhà hoặc là cả gia đình của tôi. Wo khờ yi khan khan ma? Wo khờ yi khan khan ma? Mình cũng có thể nói là wo khờ yi khan yi xia ma? Tôi có thể xem một chút được không? Khờ yi ni khan ba? Khờ yi ni khan ba? Được, bạn xem đi. Chúng ta cũng có cái phần từ mở rộng bên dưới. Đầu tiên chúng ta có cái từ là trao xiang chi. Chi không là cái máy. Trao xiang thì là chụp hình. Như vậy là trao xiang chi là máy chụp hình hay là máy ảnh cũng được. Rồi mình mới tách ra là từ trao xiang không thì là chụp hình. Rồi chụp hình ra cái sản phẩm là trao pian, là cái tấm ảnh. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Trang Tung, trơ sư sủy tờ trao pian. Sư wo quán gia tờ trao pian. Wo khờ yi khan khan ma? Khờ yi ni khan ba? Ta có cái câu ví dụ cho cái phần mở rộng. Xin ni bang wo trao yi trang xiang ba. Xin ni bang wo, nhờ bạn giúp tôi, nhờ anh giúp tôi trao yi trang xiang ba, chụp một bộ hình nhé. Nhờ anh giúp tôi chụp một bộ hình nhé. Kế tiếp chúng ta có từ thứ hai, hậu biên. Hậu âm ở Việt là hậu và biên là chữ biên, biên giới, biên cương rồi, đường biên rồi, là chữ biên này hết. Hậu biên với cái nghĩa là phía sau, đằng sau. Hậu biên. Chúng ta xem đoạn đàm thoại bên dưới. Xin wen chao shi zai na li? Xin wen chao shi zai na li? Xin hỏi siêu thị ở đâu? Chao shi tức là viết tắt của cái từ chao chỉ sư chàng. Xin hỏi siêu thị ở đâu vậy? Chiêu trai hậu biên. Chiêu trai hậu biên. Chiêu trai là bằng với trai thôi. Có từ chiêu vào thì nhấn mạnh thôi. Chiêu trai hậu biên ở phía sau. Yuan ma? Yuan ma? Có xa không? Bố thai yuan. Trai yến hàng phẳng biên. Bố thai yuan. Không xa lắm. Trai yến hàng phẳng biên. Ở phía sau. Ở bên cạnh của ngân hàng. Xie xie, cảm ơn. Bố xie, không có chi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin wen chao shi zai na li? Jiu zai hou bian. Yuan ma? Bu tai yuan. Zai yin hang pang bian. Xie xie. Bố xe. Và cũng giới thiệu là mình đang hợp tác với một người bạn ở nước ngoài để làm thêm một cái kênh YouTube mới, tên là Mi Fang Easy Chinese. Mình cũng có post nhiều cái video clip lên trên đó, nên là các anh chị và các bạn có thể lên đó để xem thêm. Nếu các bạn thấy bổ ích thì các bạn vui lòng đăng ký và like share giùm nhé. Xin cảm ơn. Kế tiếp chúng ta có từ thứ ba, rên sư. Rên sư âm hán Việt là nhận thức.
cũng có cái nghĩa đó, tức là nghĩa đó vẫn còn dùng nhưng mà với một cái nghĩa khác nữa của từ Rinh Sư, có nghĩa là quen, quen biết, và người ta dùng đối với người hoặc là đường xá. Ví dụ quen cái người nào đó, wo ren shi na ge ren, tôi quen biết cái người đó, wo bu ren shi lu, tôi không quen đường. Như vậy là ren shi dùng cho người và đường xá. Xin mời mọi người chúng ta cùng xem các cái ví dụ bên dưới. Ni ren shi na wei xiao jie ma? Ni ren shi na wei xiao jie ma? Anh có quen biết hoặc là bạn có quen biết cái cô gái đó không? Na wei xiao jie, xiao jie là cô gái, còn wei đây là lượng từ. Bạn có quen biết cái cô gái đó không? Rên sư, ta sư của biểu mê. Biểu mê là em gái nhưng mà là em họ bên ngoại. Chữ biểu là chữ biểu, tức là bà con bên ngoại. Rên sư, ta sư của biểu mê. Quen biết cô ấy là em gái họ của tôi. Và chúng ta xem phim hay gặp cái từ mà người ta dịch là biểu muội đó, đó là biểu mê này đấy. Tha sư trụ lý ma? Tha sư trụ lý ma? Cô ấy là trợ lý à? Bù. Tha sư mi su. Bù. Tha sư mi su. À, không, cô ấy là thư ký. Tha jiao shenme mingzi? Tha jiao shenme mingzi? Cô ấy tên là gì vậy? Tha jiao Lý Lan Phương. Tha jiao Lý Lan Phương. À, cô ấy tên là Lý Lan Phương. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Nǐ rén shì na wèi xiǎo jiě ma? Rén shì, tā shì wǒ biǎo mèi. Tā shì zhù lǐ ma? Bù, tā shì mì shú. Tā jiào shěn me míng zì? Tā jiào Lǐ Lan Fāng. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ tư. Từ thứ tư là diễn chiếu sơn. Diễn chiếu sơn là âm Hán Việt là nghiên cứu sinh, vẫn còn dùng trong tiếng Việt của mình. Nhưng mà chúng ta lưu ý ở Việt Nam thì từ cái cấp thạc sĩ mà học lên tiến sĩ thì mới gọi là nghiên cứu sinh. Nhưng mà ở Trung Quốc thì khác. Ở Trung Quốc là từ đại học, học cao học để lấy thạc sĩ thì đã gọi là nghiên cứu sinh rồi. Nó gọi là sơ sơ diễn chiếu sơn, nghiên cứu sinh, thạc sĩ. Còn có thạc sĩ xong học lên tiến sĩ thì nó gọi là bổ sơ diễn chiếu sơn, tức là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Như vậy là cấp cao học để lấy thạc sĩ nó cũng gọi là diễn chiếu sơn, nhưng mà Việt Nam mình chỉ gọi là học viên cao học thôi. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Hảo chiều mỹ chiên là Hảo chiều mỹ chiên là rất lâu rồi hoặc là lâu rồi không gặp. Chuyên chi nì cho sầm mơ cung cho. Chuyên chi nì cho sầm mơ cung cho. Gần đây anh làm nghề gì thế hoặc là làm công việc gì thế? Wǒ zài dǔ yěn jiū shēng nè. Wǒ zài dǔ yěn jiū shēng nè. Tôi đang học nghiên cứu sinh. Dǔ yěn jiū shēng là học nghiên cứu sinh. Chúng ta không có nói gì sẽ yěn jiū shēng. Học một chương trình chính quy nào đó. Ví dụ học tiểu học, học trung học, học đại học. Đều dùng từ tủ cả. Học nghiên cứu sinh cũng vậy. Và trai với nơ đó là cấu trúc đang cái gì đấy. Trai phải đi với nơ. Của trai tủ diễn chiếu sân nè. Tôi đang học nghiên cứu sinh đây. Nì bố suy liễu xẻ má. Nì bố suy liễu xẻ má. Bạn không đi du học à? Bạn không đi du học à? Bù. Trai của này tủ diễn chiếu sân và hẳn họ à? Bù là không. Trai của này là ở trong nước. Trai của này tủ diễn chiếu sân. Như vậy là học nghiên cứu sinh trong nước về hẳn họ à, cũng rất là tốt rồi. Cũng rất là tốt mà. Nì số ta hẳn dụ tao lì. Nì số ta hẳn dụ tao lì. Bạn nói cũng rất là có lý. Bạn nói cũng phải đấy. Dụ tao lì là có đạo lý. Tức là cũng phải, cũng đúng, cũng có lý. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc đoạn đàm thoại nha. Hảo chiều mấy chen là Chuyên chiên nì cho sầm mơ cung cho. Wo zài dǔ yěn jiū shēng nè. Nì bú qù liú xuě ma?
不, 在国内读研究生也很好啊。你说的很有道理。Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ năm là từ ti. Ti âm hán Việt là đê, à, có nghĩa là thấp. Âm hán Việt này vẫn còn dùng trong tiếng Việt, ví dụ như là đê tiện, à, đê tiện, à, đê hèn, à, vẫn còn dùng. Và chúng ta lưu ý này, thấp thì dùng cho cái nghĩa đó, hoặc là những cái bàn, cái ghế gì đó thấp. Còn người nào mà thấp lùn thì có từ ải nha. Xin mời mọi người chúng ta cùng xem các cái ví dụ đàm thoại bên dưới. Trơ trang trô chơ, dỗ tiền tí à. Trô chơ là cái bàn, trang là lượng từ. Trơ trang trô chơ là cái bàn này. Dỗ tiền tí à, có hơi thấp đấy. Tuy à, wǒ xiǎo hái shēn gāo zhì yī mǐ wǔ. Đúng vậy, wǒ xiǎo hái là cái đứa con nhỏ của tôi. Shēn gāo là chiều cao của cơ thể nó. Zhì yī mǐ wǔ, chỉ 1,5 mét thôi, như vậy là cái đứa con nhỏ của tôi nó chỉ cao 1,5 mét thôi. Zhè shì tā de shū zhuō ma? Zhè shì tā de shū zhuō ma? Đây là cái bàn học của nó hả? Shū zhuō là cái bàn học. Shì à, wǒ zuòtiān mǎi de. Shì à, wǒ zuòtiān mǎi de. Vâng, tôi mua hồi hôm qua đấy. Tuō shǎo qiān à? Tuō shǎo qiān à? Bao nhiêu tiền vậy? 180 huài. 180 huài, 180 đồng. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Trơ trang trô zi yǒu tiǎn tī à? Tuì à, wǒ xiǎo hái shēn gāo zhì yī mǐ wǔ. Zhè shì tā de shū zhuō ma? Shì à, wǒ zuòtiān mǎi de. Shì à, wǒ zuòtiān mǎi de. Tuō shǎo qiān à? 180 huài. Kế tiếp chúng ta có từ thứ sáu. Từ thứ sáu là niên kỷ. Niên kỷ âm hán Việt là niên cấp, thì vẫn còn dùng. Niên là niên, vẫn còn dùng. Tân niên là năm mới rồi. Tất niên rồi đấy, vẫn còn dùng. Niên là năm, chỉ là cấp, cấp độ, vẫn còn dùng từ cấp này. Với cái nghĩa là lớp, nhưng mà ta chúng ta sẽ hiểu như này. Ví dụ nó lớp 4, tôi lớp 5. Hay là bạn năm nay bạn học lớp mấy? Đó là mình dùng cái từ lớp này. Còn ví dụ như là cái lớp tiếng Hoa của tôi có bao nhiêu người, hay là lớp tiếng Anh của tôi có bao nhiêu người, thì không dùng từ lớp này. Từ lớp mà lớp tiếng Hoa, lớp tiếng Anh, chúng ta dùng từ ban. Còn cái này là nền chỉ. Ví dụ tôi cao hơn anh ấy một lớp. Anh ấy là lớp 10, tôi là lớp 11. Wǒ bì tā gāo yī gè nián jǐ. Đó là lớp, tức là tính hàng năm đấy. Lớp 4, lớp 5, lớp 6 đó. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Nǐ hái zì jīn niān duō dà le? Nǐ hái zì jīn niān duō dà le? Con của anh hay là con của bạn năm nay bao lớn rồi? Tức là bao nhiêu tuổi rồi? Duō dà là bao nhiêu tuổi? Tā shí liú suì le? Tā shí liú suì le? Nó 16 tuổi rồi. Shí liú suì le. Tā shàng jǐ niān jǐ? Tā shàng jǐ niān jǐ? Nó học lớp mấy rồi? Sang jǐ niān jǐ? Tā shàng shí yī niān jǐ? Tā shàng shí yī niān jǐ? Nó học lớp 11. Như vậy để hỏi ai học lớp mấy, và cách trả lời chúng ta hỏi như vậy đấy. Ví dụ nǐ shàng jǐ niān jǐ? À, wǒ shàng shí yī niān jǐ. Tā xuè xiào yuán ma? Tā xuè xiào yuán ma? Trường của nó có xa không? Bǔ tài yuán, không xa lắm. Zuò chē shí fēn zhōng jiù dào le. Zuò chē shí fēn zhōng, ngồi xe 10 phút jiù dào le, thì đến rồi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Nǐ hái zì jīn niān duō dà le? Tā shí liú suì le? Tā shàng jǐ niān jǐ?
他上十一年级。他学校远吗？不太远，坐车15分钟就到了。Từ thứ bảy là vũ đạo. Vũ đạo là vũ đạo. Từ này mình cũng còn thấy dùng nhiều trong tiếng Việt. Ví dụ đoàn vũ đạo nào đó, tức là đoàn múa đó. Vũ đạo là múa nhưng mà nó chỉ mới là danh từ thôi. Vũ đạo. Chúng ta xem ví dụ ở bên dưới. Xin quên, na wei shi shui. Xin quên, na wei shi shui. Xin hỏi cái người đó là ai vậy? Tha shi wo peng you. Tha shi wo peng you. Cô ấy là bạn tôi. Tha zuo shenme gongzuo. Tha zuo shenme gongzuo. Cô ấy làm nghề gì vậy? Tha shi wu dao yan yuan. Yan yuan là diễn viên. Wu dao yan yuan là diễn viên múa. Tha shi wu dao yan yuan. Ni ke yi gei wo jie shao jie shao ma? Mình cũng có thể nói là ni ke yi gei wo jie shao yi xia ma? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một chút được không? Tang rảnh khở gì? Tang rảnh khở gì? Đương nhiên là được rồi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Xin quên, na wei shi shui? Tha shi wo peng you. Tha zuo shenme gongzuo. Tha shi wu dao yan yuan. Ni ke yi gei wo jie shao jie shao ma? Dang ran ke yi. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 8 là từ theo. Theo âm tiếng Việt là chữ khiêu. Trong theo vũ là khiêu vũ, tức là nhảy, nhảy đầm á. Hồi xưa gọi là nhảy đầm, bây giờ gọi là nhảy thôi. Rồi theo là khiêu. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Ni xì hoan theo vũ ma? Ni xì hoan theo vũ ma? Bạn có thích khiêu vũ không? Theo vũ là khiêu vũ. Từ này chúng ta đã gặp rồi. Hắn xì hoan. Ni na. Hắn xì hoan. Ni na. Rất thích. Còn bạn thế nào? Bố thai xì hoan. Bố thai xì hoan. Không thích lắm. Và chúng ta có từ thứ 9 luôn là từ bang. Bang âm tiếng Việt là chữ bảng. Từ này cái nghĩa gốc của nó là cái cây gậy, cho nên phía đằng trước của nó có bộ, đó là bộ mộc. Thiết bảng tức là cây gậy sắt của ông Tề Thiên, đó gọi là thiết bảng đó. Nhưng mà sau này nó mở rộng thêm nghĩa, có nghĩa là giỏi, là hay, là tuyệt. Và cái nghĩa này dùng ở trong khẩu ngữ, tức là dùng trong văn nói là nhiều. Ví dụ, xèo quảng theo vụ. Theo tờ trên bang à? Theo quảng theo vụ. Xèo quảng theo vụ. Theo tờ trên bang à? Bạn Vương khiêu vũ rất là hay. Câu này nó dùng ở cái hình thức là bổ ngữ chỉ mức độ, cho nên chúng ta phải lập động từ trở lại. Xèo quảng theo vụ. Theo tờ trên bang à? Trên bang tức là hình bang. Rất giỏi, rất hay, rất tuyệt. Và chúng ta có từ thứ 10, đó là từ chỉ. Chữ chỉ này âm tiếng Việt là chữ cực thì vẫn còn dùng. Ví dụ như cực âm, cực dương nè, vẫn còn dùng nè. Thái cực nè, vẫn còn dùng nè. Cực kỳ cũng dùng từ này. Thì với cái nghĩa của từ chỉ là cực kỳ hoặc là vô cùng. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Quảng lãnh dỗ dùng, dỗ tơ trầm mái giang. Quảng lãnh dỗ dùng, dỗ tơ trầm mái giang. Vương Lang bơi thế nào? Thế là bơi có giỏi hay không đấy. Chúng ta cũng dùng ở cái hình thức bổ ngữ chỉ mức độ. Dỗ dùng, dỗ tơ trầm mái giang. Lập lại động từ. Tha dỗ tơ hào chỉ là. Tha dỗ tơ hào chỉ là. Cô ấy bơi giỏi lắm. Cô ấy bơi giỏi cực kỳ, giỏi vô cùng. Hào chỉ là. Nếu chúng ta không dùng chỉ là thì chúng ta có một cái từ nó cũng gần bằng, đó là từ phê sản. Tha dỗ tơ phê sản họ. Hoặc là một ví dụ khác nữa. Zuo tian ni qu na le?
昨天你去哪儿了？Hôm qua bạn đã đi đâu vậy? 去哪儿了? 我去爬山。我去爬山。Tôi đi leo núi. 累不累? 累不累? Có mệt không? 累极了。Mệt cực kỳ. 现在我的腿还疼着呢。现在我的腿, bây giờ cái chân của tôi, hãy thẫn là còn đau, hãy thẫn trên nè, còn đang đau nữa đấy. Chúng ta cùng đọc nha. Quảng lãnh dỗ dùng, dỗ tôi chậm mấy giang. Tha dỗ tôi hào chỉ là. Zuo tiên nì chui nả là. Wo chui pa san. Lê bú lê. Lê chỉ là. Xin zai wo tơ thuê hãy thẫn trên nè. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 1/6 của bài 22. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mọi người đừng quên đăng ký, like và share để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào mọi người và chúc mọi người học thật vui.